Bỏ ra cả tỷ đồng để mua đất thế nhưng không ngờ toàn bộ giấy tờ nhà đất đều là bị làm giả và thậm chí là các đối tượng còn làm giả cả chứng minh thư để mạo danh chủ đất, lừa đảo, bán hàng rồi cao chạy xa bay. Theo nhận định của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh thì tình trạng này đang ngày một gia tăng và mới đây nhất thì một người dân ở quận Bình Thạnh đã mất đi tiền tỷ. 6 tháng trước, ông Vượng được người quen giới thiệu mua một căn nhà ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Do tin tưởng vì đã từng mua lô đất trước đó, nên ông Vượng không ngần ngại ứng trước 500 triệu đồng cho người bán để chuộc giấy tờ. Nhận tiền xong, cả người giới thiệu lẫn người bán tìm cách tẩu thoát khỏi văn phòng công chứng, bỏ lại ông Vượng với toàn bộ hồ sơ giả. Là lăn tay xong xuôi rồi thì ông công chứng viên đó, ông tên là ông Cường. Ông Cường á, ông nhớ ông đó tên là ông Cường. Thì ông đó mới cầm bộ hồ sơ mới đi vô bên trong để mà kiểm tra. Cường ra hỏi bên bán ở đâu, bên bán đâu thì anh quay lại thì anh thấy không còn thấy hai chồng cũng không nữa, là anh biết bị lừa rồi. Nghi là bị lừa luôn cả mảnh đất đã mua 1,5 tỷ đồng ở Gò Vấp trước đó, ông Vượng tìm lại chủ cũ thì chủ cũ cũng đã cao chạy xa bay. Tìm hiểu được biết các đối tượng trên đã làm giả chứng minh thư để giả mạo chủ đất, còn thực tế chủ mảnh đất lại là một người khác. Là tội này là tội lừa đảo chuyên nghiệp. Cái bằng nó rất là nhiều, có thể 7 8 người, có 10 người, mười mấy người lận. Kể cả làm giấy tờ giả này kia rồi dẫn lên hiện trường nó gài bẫy mình. Đại diện văn phòng công chứng Việt An xác nhận cả hai hồ sơ giả đều công chứng tại đây. Một hồ sơ đã công chứng trót lọt, còn một hồ sơ bị công chứng viên phát hiện ngăn chặn. Giả tất cả là giả cả sổ. Toàn bộ là sổ từ giấy chứng nhận. Sổ hồng là sổ giả, chứng minh nhân dân sổ giả và người là sổ giả. Thì bên này chúng tôi cũng công chứng viên cũng khi mà công chứng viên nghi ngờ, lần thứ hai thì nghi ngờ, phát nghi ngờ thì chúng tôi cũng có làm cái động tác là công chứng viên coi rất kỹ là hồ sơ và chúng tôi cũng là kéo dài thời gian để mời công an tới làm việc. Hiện công an quận Gò Vấp đã khởi tố vụ án. Tuy nhiên, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh nhận định tình trạng làm giấy tờ giả để lừa đảo đang ngày một gia tăng, với nhiều thủ đoạn khác nhau, gây khó khăn rất lớn cho hoạt động công chứng. Vâng, hẳn là một bộ giấy tờ giả sẽ chẳng có một cái giá trị gì khi mà đi mua bán hay là thế chấp, nhưng nó lại có giá trị vô cùng khi mà có thể lọt được qua cửa công chứng. Từ đây thì giấy tờ giả hóa thành giấy tờ thật, và nếu hoạt động công chứng lỏng lẻo thì hậu quả sẽ là khôn lường. Và trong các bản tin tiếp theo thì nhóm phóng viên của chúng tôi sẽ tiếp tục đeo bám câu chuyện ông Vượng bị lừa để có thể đem đến cho quý vị những cái thông tin về những bất thường trong hoạt động công chứng hiện nay.